thought you forgot me, but my Bible they brought me, and the wind says, do what you wanna do. Well, I was lost till you seeked me, now I'm found when you keep me, and the sun says, I'm in love with you. Nurse says I'm better, guess my heart heard your letter. Soon I'll be coming home to you. Yes, I'll get out tomorrow, there'll be joy and no sorrow. And the sun says I'm in love with you. Lord, I love you completely, and I don't mean it meekly, and the wind says, do what you want to do. Let's go play in the heavens, this old body I'm shedding, and the sun says, I'm in love. Says I'm better, guess my heart heard your letter. Soon I'll be coming home to you. Yes, I'll get out tomorrow, there'll be joy, no sorrow. And the sun says I'm in love with you. Yes, they tell me I'm dying, but inside I'm smiling. The wind says, do what you want to do. And they'll put me in a coffin, but by noon I'll be golfing. And the sun says, I'm in love with you. And the nurse winks, I'm better, guess my heart heard your letter. And soon I'll be coming home to you. Yes, I'll get out tomorrow, there'll be joy, no sorrow. And the sun says, I'm in love. And the nurse winks, I'm better, guess my heart heard your letter. Soon I'll be coming home to you. Yes, I'll get out tomorrow, there'll be joy, no sorrow. And the sun says, I'm in love with you. Có một cục máy bay kìa gì? Thank you.
Dạ nè. Sẵn rồi. Chỉ cần rất ăn thôi. Thank you.
Không nói nè, trời ba đồ giả không lấy nữa, chạy chọi lại. Nó chọi lại cái ốp lưng. Quay rõ không? Rồi, quay rõ nha. Nó gắn dưới đậu cẩn thận nha, chưa nóng phải không? Cẩn thận đàng hoàng nha, cẩn thận nha, anh Thịnh nha. Cái chén là một chén đâu, cái chén đó sẵn là nó bóc dục dục luôn. Rồi, rồi chén con đâu? Bác đi chưa làm, 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 thank you.
250 đi. Như đặt trước giảm. Thank you.
gần đi. À, về đặt. Rồi rồi đi đi đi. Đó, rồi rồi đi đến đây đi cái mặt đi cái mặt kìa, đi cái mặt đi hộp á. Đi cái mặt đó rồi. Quay nè, đi con nhỏ kìa. Có mặt, quay mặt. Đưa hũ ra, đưa hũ. Đưa hũ ra mặt nhé. Đưa hũ ra, đưa hũ ra, đúng rồi, đi theo bác. Rồi đó. Chứ nó mập rồi 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 dẫn qua đây chơi bay qua đây nè chơi bay nè thường thường á rồi đó qua đây đi mày chạy qua đây mày chạy qua đây nè chạy qua Chúng ta di chuyển rõ ràng cùng với India. Sẽ không thể nào tự động phát triển dài phần sừng khi sờ gõ trên đầu được. Mà các bạn hôn, ở đây sẽ là hôn sao nhé.
mỗi năm các bạn hôm sau sẽ tự hút vào những gốc cây này, hòn đá cứng làm gãy những chiếc tường cũ đi. Thì ở trên này chúng tôi có treo hai cái tường cho chiếc bạn hôm sau là tường hòn đá lủng luôn ạ. Trong khi làm kẽ bằng tường cũ khi mới mọc ra các bạn không? Phần nhung này khi mới mọc ra bên trong lõi nó là mềm, chủ yếu là các bô và máu thôi. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, phần lõi bên trong sẽ từ từ được bồi hóa cho nên cứng chắc thế này. Khi đạt tới một độ dài nhất định rồi, bạn Hương sẽ dùng 45 ngày để cọ chiếc nhung lên một gốc cây, làm bong lớp da bên ngoài ra, lộ ra những tầng ở trên đầu của bạn. Thì mọi người sẽ không tương tác hàng rào ở phía trên này có những khoảng trống để chúng ta tương tác các bạn muốn sao nhé. Trên này có những khoảng trống thế này. Chúng ta khoan vội, mình khoan vội ạ. Vì mỗi miếng thức ăn trong ly đều có mục đích riêng nên hãy để mướn những cái sử dụng nhé. Bây giờ trên ly thức ăn chúng ta sẽ có những chiếc cỏ, mình chỉ cho bạn mua sao ăn cỏ thôi. Có thể dùng một hoặc hai chiếc cỏ mình tương tác các bạn mua sao nhé. Những phần thức ăn khác đều dành cho bạn khác, mình để dành là một chiếc mình cho bạn mua sao ăn cỏ nhé. Một hoặc hai chiếc thôi. Đời to. Ở trên này một trong những nhà bạn mua sao cũng là một loại động vật khác có chữ sao trong tên của mình luôn, là bạn gà sao. Loài gà sao thì được nuôi khá là nhiều ở miền Tây Việt Nam chúng ta rồi, và cho sản lượng trứng khá là lớn. Các bạn gà sao thì có nguồn gốc từ châu Phi, cả gà trống và gà mái. Mà đây thì không có tên, những cái gà trống của chúng ta sẽ hóa sừng và khá là cưng. Thì do có mọi lần giống nhau như vậy nên để phân biệt giữa những gà sao chúng ta dựa vào tiếp theo. Bạn nào ít nói thì lời nhau cũng còn một lần với những bạn gà sao trống. Bây giờ nhiều chuyện hơn, bà đã mừng khi từ hai chiếc cục trở lên lần lượt những bạn gà sao mãi. Tạm biệt các bạn gà sao, mọi người chúng ta chỉ nhìn mọi người. Dạ dạ, tôi muốn thấy luôn á. Bên kia con trắng con màu trắng kia đẹp quá ha. Con trắng kia có bóng luôn rồi. Nó ngồi được gốc cây đó. Ngồi gốc cây đó nè. Trời nó cắn, điện thoại nó mập, nó cắn điện thoại nó chạy á. Cái này nó không có ăn, con này không có hợp, nó không có con trắng. Con trắng kia bé kia, bé vô đi. Con qua đây em vô. Con nhìn thôi, con nhìn thôi. Ui. Nó mổ. Nó mổ không mổ. Dạng người lớn thì mình có tiến vào trong, người lớn thì mình có tiến thẳng lên trên, các bạn ưu tiên chờ lên đi, cậu chờ lên, đứa gái đó, đừng có chọc ghẹo đó. Chờ lên đi, chờ lên, em hình nha. Ở đây có đứa chờ, đừng có chọc ghẹo. Chờ lên, chờ lên, chờ lên. Chào cậu, chào cậu, hello. Em nhìn mẹ nè, em. Người lớn phía trước, người lớn phía trước. Em không thể thấy em con này. Chúng ta đứng từ trên, nhưng chỗ bên trên này có lỗ đi ra. Giao cho cái gì, mình coi cái gì vậy? Hello. 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 Mình đi xuống mình nhường cho mấy bạn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mình chờ là quen trước nha. Rồi mình sẽ xuống sắc một bạn phương xong. Và mọi người lưu ý nè. Do tôi là một bạn. Chúng ta lưu ý nha. Lô ta hút lại các bạn lên lên trò. Để cho các bạn nhỏ, cái nó thấp. Các bạn thấy được bạn rất quên. Nên chúng ta chỉ tương tác với những bạn nào ở trên cầu thôi. Những bạn nào ở trên cầu thì chúng ta chơi cùng với bạn. Bạn nào ở dưới đất, bạn Hương mình sẽ không chơi cùng bạn nhé. Sau đây chút nữa em sẽ cung cấp phần mảnh thương thế của bạn Raccoon mình nhận trên lòng bàn tay. Mình để phần mảnh thương cung cấp trên lòng bàn tay mình đưa lên. Các bạn Raccoon sẽ cảm thấy đây rất đáng yêu luôn. Cho rằng mình hơi lâu thì mọi người nhường nhau một xíu. Sau đây sẽ cung cấp phần mảnh riêng. Trong những
Bé lên đút cho nó ăn đó, con ri về đút cầm. Đi rồi, rồi. Đây rồi, đây ra ngoài. Chào nó đi. Nó ba ơi đi kìa. Hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi hả? Không kêu ba đi. Bước lên bước nữa, bước lên bước nữa. Chúng ta di chuyển ở này sang nhà bạn động vật tiếp theo ạ. Chúng ta còn nhiều bạn khác nữa, mọi người di chuyển nhanh chóng ở này nhé. Bắt tay đó. Với các bạn rùa thì cho chiếc mai rùa có hoàn là phần xương sống các bạn. Như vậy phần mai thì liên kết với toàn bộ cơ quan đầu này bên trong, xương bả vai và xương cầu đàn rùa thành một thể thống nhất. Con được gọi là từ đàn nam sinh sống chủ yếu tại khu vực rừng rậm nên bạn sẽ có những chiếc móng rất là lớn thế này cho bạn bám và trèo lên cây dễ dàng hơn. Loài này thì rất là hiền lành, bạn chỉ ăn thực vật thôi, thậm chí bạn không ăn được cả côn trùng luôn ạ. Một số loài rồng nằm ở nhà chúng ta tuy nhỏ nhưng bạn ăn được côn trùng, nhưng bạn này chỉ ăn thực vật thôi. Loài rồng Nam Mỹ có rất là nhiều màu sắc, một số bạn có màu xanh dương, một số bạn có màu xanh lá, một số bạn có màu cam vỏ thế này, thậm chí các bạn có cả màu vàng nữa. Màu vàng là màu bạch tạng các bạn ạ. Thì với loài này bạn sẽ vô đây mập. Không có sao hết. Để mẹ sờ nè, mẹ sờ rồi. Đây chú làm cho, đây chú làm cho. Không có thở. Các bạn đang muốn chào bạn rồng đó các bạn, nếu không cho bạn vào nhà nhé. Con đưa cho nó ăn được không được? Con ngựa ăn cái gì anh hả? Con ngựa mà hả? Mặc rồi đi lẹ để đi bỏ đòn. Đi chơi luôn đi. Chúng ta đã quan sát được các bạn thiên nga, 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 thi
từ từ quán chưa mà từ từ đi xích ra từ đi ra đây cái từ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho nè. Quý khách nào chúng ta cần hỗ trợ chụp ảnh với những bạn chim bồ câu thì nhờ em cũng được. Nếu là mình cầm nhiều đồ quá thì bấm điện thoại cũng được. Hoặc là muốn thêm phần thức ăn cho nó hay. Nó mổ đã. Nó cắn tay con. Mổ vô mắt con. Mổ đã kìa. Thấy bay lên kìa. Con quay nó bay lên tay. Thấy không kìa? Con để tay cho nó bay lên đó chị kìa. Đó. Con để tay để bay lên, để cho nó đậu. Con động bay lên đó, đậu, để đây, vậy đó, vậy đó. Vừa cao lên, vừa cao lên. Vừa cao lên. Đó, ừ vậy đó. Đó. Đó, 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 đi, 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 đi. Mình cao lên. Đậu, đậu, đau, đau, nó bấu này, đậu, đau. Bây giờ mình chào chị Bồ Câu nhé, mọi người di chuyển. Chào cậu ăn không? Nó bù thèm. Chưa dây điện thoại kìa. Cái bé phía sau nè, cái bé phía sau này, phía sau mình nuôi lại cái bé nè. Ăn hết đi. Chút tắng. Tụi có gì đâu mà chưa. Rồi. Rồi 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 rồi. Thì lại xuống mập, xuống mập. Chưa thấy nó. Này này, cầm cái này mập, cầm cái này, cầm cái đi theo à. Cầm này đừng cho ăn hết nha, cầm. Cầm cầm quyển hũ luôn, cầm quyển này luôn. Đi đi cho cái quyển này lắm lắm. Nó lại à, nó gì nó lại à. Đó đó, từ từ cái bu lại à. Sợ không ấy? Ai nó gặm con cỏ không à? Sao cái nó ăn nhìn cái mặt dây ghét trời. Răng à, răng cái chìa. Trời răng vậy? Con duyên á. Quay vỡ mong bạn nhé, bạn có thấy bị sàm sỡ bằng đá chúng ta. Mình đứng bên hông, đứng trước tương tác bình thường, không vấn đề gì cả. À, cách thức tương tác là vẫn như cũ nha. Cho ăn trên là bằng tay là giữ thẳng ngón tay ra. Nếu con muốn chơi bằng nửa cứ giấu thức ăn đi. Sau đó đưa lên bằng tay không lên, đi thẳng tới trước. Rồi gặp bạn ấy đi sang hướng khác nhé. Bây giờ mọi người vào trong, đi thẳng vào trong luôn, đừng dừng lại. Quay gà nó cái gì? Gì? Quay gà nó cái gì? Anh Thành ơi. Lên cỏ, lên cỏ, lên cỏ đất kìa. Nè 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 nè. Rồi 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 lại rồi đấy, rồi rồi. Đi chơi mập, từ mập. Đó. Từ mập, từ mập. Đó là mập. Rồi rồi. Đây này mập. Quay lại đó. Bộ lông này có biên độ giữa nhiệt rộng không bắt lửa và đặc biệt có lại giống như lông cừu nên sẽ có giá trị cao gấp 4 mới được lông cừu đó. Rồi mọi người ơi, nhà bạn rộng lắm, mình dùng là từng gốc đi, mình tập trung với nhau là chút nữa bạn giận lên bạn. Đó 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 đó. Giơ lên, giơ lên, giơ lên. Đừng đứng sau mấy ngựa nha, nó đáng quá. Con ngựa. Ngồi nè.
chợt chờ ghê. Con này mất rồi. Nó như lườn, nó giống như bằng lắm luôn, đứng lên luôn cho thấy đã. Chưa nghe mẹ chung. Cháu thấp thuận với thằng con cụ vô má. Ừ. Ăn trái cây thôi không có luôn. Em con mình nghĩ đó chưa. Nè ơi. Mẹ ơi. Mẹ đúng rồi hả? Chế cỏ à? Qua trước này chị. Qua đây hả? Đi tới đây. Từ từ qua nè. Qua nè, con này nè, con này nè. Chế cỏ. Rồi gọi ngay nè, rồi gọi đi. Ủa, rồi em cho thằng em cỏ đó. Mọi người chẳng quá là bên tay phải chúng ta thấy cửa ngoài. Là cửa nhà bạn chục tuổi, mọi người đang ăn cỏ đó. Ngồi, ăn giúp tao cái. Cành quá. Mẹ cành răng văn khe, không chịu đành răng. Nè cho luôn nè. Nhìn cái chim. Cho làm gì con. Nhìn cái chim mấy cái đuôi tao hoài. Dành ăn. Đang ngồi thấp xuống và bàn chuột túi thoải mái vuốt về phần lưng, chỉ chạm phần lưng thôi, những bộ phận khác, bộ phận nhạy cảm sẽ không chạm vào nhé. Ở trong đây có một khu vực nhân dây màu đen, khu vực nhân dây màu đen là khu vực các bạn chuột. Vẫn có là phía dưới này chụp quạt chỗ nó gì luôn, mình cứ đi kiểu rộng phía dưới cảnh rộng ra, mình ở trung tâm mình đứng cao hơn bạn đừng sợ bỏ chỗ mà ngồi xuống. Thì mình rất cho ăn em. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Từ từ đã. Từ từ đã. À, từ từ nó ăn hết đã nha. Cái rất giỏi chứ bọn. Ừ. Rồi. Rất cho ăn đi, rất cho ăn đi. Em ăn hết cả kìa. Em ăn nữa. Tuổi cãi nó có tuổi rồi. Rồi tới giờ thì sẽ không có chiếc tuổi này rồi. Một cái cổ chiếc tuổi là dùng để... Đâu phải là như vậy đâu, tự đút vô trong miệng mẹ cái xuống cho nó tự ăn. Con hả? Con mà trắng tinh luôn, dễ thương quá. Bài để con mới nhìn vô con cứ tưởng là con thỏ không. Ừ. Con nhìn lại em muốn nhìn lại. Tưởng thỏ. Lộn nha. Đây mới tới con thỏ. Bắt nhiều nhiều đó thỏ luôn. Vô luôn nha. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi mập vú gì đi. Rồi em tên Phát đúng không? Dạ em tên Phát rồi. Rồi chào em. Mình có thể để lại những hình ảnh đẹp của em của mình đó trên.
For you, my love is forever yours. Forever.
在缠绵你陪我去未接通山墙山冰冷你给我滴水送药你说我是个残忍的火爆担心有天不能养